Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam và trên cả nước, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn cấp rà soát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn tập đoàn. Trong thời gian qua, các đơn vị thành viên trong PVN đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản, giải pháp ứng phó từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, áp dụng 3 tại chỗ cho cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia sản xuất trên các công trình dầu khí, tổ chức, vận động người lao động tiêm vaccine khi có thể theo các nhóm ưu tiên, đảm bảo an toàn, sản xuất không bị gián đoạn. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng, đặc biệt từ sau khi áp dụng chỉ thị 16 tại 19 tỉnh thành phía Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thị trường. Việc áp dụng 3 tại chỗ thời gian dài có những tác động không nhỏ đến tâm sinh lý người lao động. Để kịp thời xây dựng các giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sản xuất thông suốt và sức khỏe cho người lao động, các đơn vị thành viên của PVN trong thời gian này cần phải tập trung, chú trọng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, tăng cường thế mạnh của các đơn vị, chủ động tìm nguồn vaccine để tiêm cho người lao động, chia theo các nhóm ưu tiên, tập trung cho những người trực tiếp lao động, sản xuất, xây dựng phương án phối hợp cụ thể khi có trường hợp F0 tại các công trình dầu khí. Bên cạnh đó, đảm bảo sản xuất liên tục, tập trung nguồn lực cho khối tìm kiếm, thăm dò, khai thác và sản xuất, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để ứng phó với các tình huống xấu nhất tại các công trình, dự án, nhà máy, giàn khoan.